Dạ vâng, chào mừng tất cả các bác, quý anh chị quay trở lại kênh Toyota Bình Dương của bên em Trường. Em Trường đại diện cho Toyota Bình Dương chuyên các dòng Toyota Bình Dân. Đấy, hôm nay em quay clip báo giá nè bà con. Đấy, xe Tết bên em đã về rồi, bạc ngàn luôn bà con. Từ đời 2007 cho đến 2019 nha. Bà con coi nè, đấy, xe Tết bên em đã về rồi quý anh chị em ơi. Quý anh chị em mình đã và đang có nhu cầu mua sắm xe thì liên hệ giùm em Trường nha. Số hotline là 0972147247. Vâng, em tập trung vào cho quý anh chị là mẫu Toyota Innova 2015 màu trắng ngọc trai nha quý bà con. Quý anh chị nhà mình ơi, biển 66 Đồng Tháp, một cô gái đến từ Đồng Tháp, màu trắng ngọc trai rất là đẹp luôn. Em cam kết với quý anh chị em mẫu Innova 2015 màu trắng ngọc trai là zin theo xe, không phải ba cái xe sơn đổi màu bên em không có làm nha. Đối với mẫu xe này em cam kết quý anh chị em là máy số zin 100%, không ngập nước, không phỉ kích, không đâm ve. Nếu sai em gửi 20 triệu chi phí cho quý bà con đi lại cho mẫu xe Innova 2015 này 66E00076 nha. Xe cực kỳ đẹp bà con. Đó, xe bên em cho bát bóng tút tát rất là đẹp rồi. Đấy, lớp nào mòn bên em cũng cho kiểm tra rồi. Nói chung Tết đến xuân về bà con coi nè, lớp rất là dày. Đấy, vừa mới thay chấm sơn nhà sản xuất còn nè, mâm phay xước nè, kiểm tra hệ thống dầu nhờn, rồi bảo hành máy số bố là kiểm tra hết rồi. Đấy, cũ người ta mới mình. Bên em lợp cho bộ ghế nội thất màu da nâu kem rất là đẹp. Bà con coi vô lăng là carbon fiber nè. Vô lăng này không mua thì bà con mua xe gì giờ. Màn hình OLED Pro nè. Đấy, bà con thấy chưa, camera lùi, camera dê đầy đủ hết. Quý bà con mua về là sử dụng, không phải làm gì thêm. Nói không với xe lỗi, xe đâm va, xe ngập nước nha quý anh chị em nhà mình nha. Dán full film cách nhiệt cho quý anh chị em luôn, bảo hành cho quý anh chị em 1,5 năm cái phần dán phim này. Đấy, bà con coi nội thất của nó nè, mới tinh, những cái đường vân gai nhựa nè. Đấy, bà con coi đẹp chưa, trần nỉ ni lông đầy đủ hết, 8 chỗ ngồi nha quý anh chị em nhà mình ơi. 8 chỗ ngồi Innova 2015 nha quý anh chị em nhà mình ơi. Innova 2015 nha, xe cực kỳ đẹp, màu trắng ngọc trai nha quý anh chị em nhà mình nha. Đó, xe rất là đẹp luôn. Đó, xe rất là đẹp luôn bà con. Đấy, mâm đúc đồ nè. Đấy, bà con thấy không, nói không với mục mọt, nói không với rỉ sét nha quý bà con nhà mình ơi. Đó, xe len ken xà beng luôn. Đấy, len ken xà beng luôn quý bà con. Đấy, rất là đẹp nha, 2015 nha bà con nha. Em có 2013, 14, 15 đầy đủ luôn quý bà con. Đấy, quý bà con thích đời bao nhiêu bên em cũng có luôn nha. Thượng vàng hạ cám nha bà con nha. Màu gì cũng có, màu ghi bạc cũng có, màu trắng cũng có nè. 2013, 14, 15, 16, 10 nào cũng có nha bà con nha. Máy móc của nó nè. Đấy, bà con coi giùm em nha. Đấy, cabo đồ là nguyên zin nguyên bản luôn bà con ơi. Đấy, cabo ca bọng luôn nè, nguyên zin nguyên bản hết bà con. Phanh ABS chống phanh bó cứng nè. Đó, bà con thấy chưa, máy móc là nguyên zin. Đấy, bên em bán bảo hành máy số dốc dàn cò còn luôn. Bảo hành cho bà con là 12 tháng, bao chạy, bao xài, bao lên đời, bao đổi trả. Và 2015 thì bên em chào bán cho bà con 279 cũ, tới xem xe là có bớt, có thương lượng. Rồi, 2013 màu bạc bên em cũng có luôn. Đây, 2013 e bạn đủ nha. Ngày mai cho đi đăng kiểm rồi mới về làm đẹp cho quý bà con. Đấy, nha, bà con cứ yên tâm nha. Đấy, xe nào bên em cũng có hết á. Đấy, xe này xe mộc mới về. Rồi, cho làm đẹp rồi sẽ lên sóng phục vụ cho quý bà con, quý anh chị nhà mình. 2013, đấy, đầy đủ luôn. Rồi, 2014 nè, 2014 màu bạc mới vừa về luôn, chuẩn gia đình. Đấy, không taxi, không dịch vụ, có luôn. Đấy, bà con cứ đến là có xe nha. Đấy, bà con cứ đến là có xe, có xe cho bà con luôn. Rồi, đầy đủ luôn. Đấy, bà con thích xe nào là có xe đó luôn nha quý chị em nhà mình ơi. Nhanh tay bắt máy lên alo cho em Trường, số điện thoại 0972147247 nha. Dạ, mến chào quý chị em, thì em xin báo giá thêm lọt xe mới về. Đây là mẫu Innova G2010 nha, 2010 màu vàng. Đấy, em bán với giá là 225. Bà con đến mua thì em bớt cho bà con 5 triệu, 10 triệu nha bà con nha. Đấy, 5 triệu, 10 triệu nha quý anh chị nhà mình nha. Đấy,
2010 Innova G 225, có bớt có thương lượng đưa 180 và lấy xe về dùng, còn thiếu lại em sẽ cho bà con góp nha bà con nha. Đấy. Đó, đây là mẫu 2016 màu bạc. Đấy, xe rất là đẹp, chuẩn gia đình. Đó. Chiếc này là chuẩn gia đình cho bà con luôn. Đấy, thích gia đình là có gia đình. Đấy, xe đẹp len ken. Chiếc này thì để cho bà con giá tầm hơn 3 đồng. Đấy, cụ thể là 345, tới xem xe là có bớt có thương lượng cho bà con. Đấy. Xe rất là đẹp luôn bà con ơi. 2016 nè. Ừ. 2016 nha quý anh chị em nhà mình nha. Rồi 2016 màu ghi vàng bên em có luôn. Đấy, màu bạc cũng có, màu ghi vàng cũng có. Đấy, bà con ưng mẫu nào thì tới trực tiếp tại cửa hàng tại Dĩ An Bình Dương. Đấy, phone cho em Trường, số điện thoại 0972 147247, mua bán trao đổi tất cả các dòng xe tại Dĩ An Bình Dương nha quý anh chị em nhà mình nha. Đó. Rồi, em sẽ cho anh em đón vào và tư vấn cho bà con chọn một chiếc xe phù hợp cho nhà mình. Rồi, xe bên em về nhiều lắm bà con. 2014 nè, 2014 màu trắng luôn nè, biển 72 em bán 259 cũ nè. 2016 đăng ký lăn bánh, 2017 phơm mới, em bán cái giá là 380 nè. Đấy, 380 nè bà con. Xe khá là đẹp. Ừ. 380 nè, xe khá là đẹp luôn quý chị em nhà mình ơi. Rồi, và xe giá rẻ là Innova G-Nan Full G207, em bán 140 cũ nè. Đấy, bà con đến xem xe trực tiếp là có bớt có thương lượng, xe lên full, mâm đúc nè, lớp vỏ dày nè, xi nhan gương tay thở nè, nội thất mới nè, đấy, màn hình Android nè. Đấy, bà con quan tâm thì cứ alo dùm cho thằng em. Đây, 2013 đăng ký lăn bánh, 2014 đó, con này em bán cho bà con là 245 bớt 5, còn 240. Xe khá là đẹp nha bà con, nội thất mới tinh, lớp dày đăng kiểm dài. Đấy, bán là bảo hành cho bà con 12 tháng, bao xài, bao lên đời, bao đổi trả. Đấy, có cam kết bằng văn bản, không đâm ve, không ngập nước, không thủy kích. Đây, 2015, em bán với giá là 305, bản đủ nha, con này là bản đủ nha quý anh chị em nha. Đấy, tất cả là cam kết bằng văn bản cho quý anh chị em nhà mình ha. Rồi, alo trực tiếp cho em Trường, số điện thoại 0972 147 247, mua bán trao đổi tất cả các dòng xe tại Dĩ An Bình Dương.